Nồi chiên không dầu Fujie đang hot hòn hòt dạo gần đây, có đáng mua? Nghe các mâm truyền tai nhau dữ quá, nay cuối tuần mình rinh liền một chiếc để anh bạn thân vào bếp mần vài món héo thì để kiểm chứng ngay và luôn nhé. Vừa gặp em nó thì chỉ biết hô lên: "Ôi, em đẹp quá." Tôi mê cái bọc inox màu bạc, làm em nó mượt và thanh lịch lắm luôn nha. Tháo lắp sướng nè, giỏ chiên và khay hứng có phủ lớp chống dính, yên tâm vệ sinh nha các chị. Nhà mình có hai vợ chồng nên mình ẩm gọn em Fujie AF4 5 lít này là chuẩn không cần chỉnh nè. Từ hồi có baby, mình mần gì cũng vội hơn, nhưng lại vẫn muốn giữ lối sống healthy thì nên sắm bạn này là hợp lý cho tín đồ mê chiên rán như mình nè. Anh bạn thân test hẳn 3 món cho khách ngoan nghe: đậu hũ chiên nè, khoai chiên nè và ba rọi nướng nhé. Điểm cộng đầu tiên mà ai cũng thấy, em này quá nhanh, quá nguy hiểm. Điểm thứ hai, không phết thêm dầu, không lật nhưng không bám dính hay cháy khét gì cả. Điểm thứ ba là món ba rọi vẫn mềm, không bị khô, miếng thịt thì mỏng nước, hương vị tuyệt vời, ngon lắm nha. Và điểm cộng cuối cùng cho đứa hậu COVID hậu đậu như mình, đó là bạn này có chế độ tự động ngắt nhiệt khi quá tải nhiệt luôn, nên không còn gì lăn tăn nữa đâu. Chuẩn quá rồi còn gì, tôi đã trải nghiệm nha, tôi mê nè. Có không mua, qua đừng tiếc nha các chị em, rình ngay một chiếc chị em nha.